Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Đầu tiên á, thì sư tự nhiên nhận được một cái tin là không biết có ai đó hiểu lầm là kêu là sư hướng dẫn thiền phá ốc. Mà sư xin thưa là sư chưa hề bao giờ mà sư tuyên bố là sư dạy thiền phá ốc hết. Không có. Cái này là phải làm rõ với quý vị như vậy, để một số vị hiểu nhầm đó, thì nó không có hay. Cái thứ hai đó, là quý vị biết là sư cũng không có dạy thiền theo một cái dòng thiền nào hết. Mà quý vị biết là tất cả những cái dòng thiền đó, Mahasi, Pa'ao, rồi Sun Lun hay là tất cả những dòng thiền đều căn cứ trên ba điểm. Thứ nhất là căn cứ trên chánh tạng. Thứ hai là căn cứ trên cái thanh tịnh đạo. Và thứ ba là căn cứ trên vô ngại giải đạo. Và sư hướng dẫn quý vị thì cũng căn cứ trên ba cái bộ này. Có nghĩa là sao? Sư căn cứ trên chánh tạng này, sư căn cứ trên thanh tịnh đạo và căn cứ trên vô ngại giải đạo. Và cái mà những cái bài học của quý vị đang học ngày hôm nay đó, sư đang dạy dựa trên thanh tịnh đạo phân định. Cho nên sư không có dựa trên bất kỳ một cái truyền thống thiền nào hết. Sư chỉ căn cứ ở trên kinh điển thôi. Nó như thế nào thì sư hướng dẫn gì y chang như thế đó. Tại vì sao? Bởi vì mỗi một dòng thiền, mỗi một vị đó thì sẽ có một cái tâm đắc riêng, có một cái sở đắc riêng. Và khi vị đó hướng dẫn thì vị đó sẽ đem ra những cái sở trường của những vị đó để các vị đó hướng dẫn. Cho nên là sẽ có một số những dòng thiền, ví dụ như sẽ chuyên về cái việc mà quán thân trên thân, ít nói gì đến cái chuyện quán thọ, quán tâm, quán pháp. Hoặc là có một số dòng thiền như là dòng thiền Vanh Ca thì chủ yếu là quán thọ, còn ít khi nói đến những cái khác, cũng ít nói đến những cái thiền chỉ. Hoặc là như dòng thiền Pa'ao thì chủ yếu là cái thiền dạy thiền chỉ trước. Mà thiền chỉ của dòng thiền Pa'ao là hướng dẫn thiền hơi thở đầu tiên. Cho nên mỗi một vị tùy theo vị đó thông thuộc về cái gì, vị đó chuyên về cái gì thì vị đó hướng dẫn đệ tử y chang như vậy. Còn sư thì sư chỉ hướng dẫn quý vị dựa trên chánh tạng, thanh tịnh đạo và vô ngại giải đạo. Chứ sư không có căn cứ trên bất kỳ một cái dòng thiền nào hết. Những dòng thiền khác sư xem đó là một cái nguồn tài liệu để tham khảo thêm, chứ sư cũng không hề nhân danh một cái dòng thiền nào để mà hướng dẫn quý vị. Và trước khi bắt đầu lớp á, thì sư kể cho quý vị chuyện ma trước đi. Coi như nó như thế này nè. Cách đây mấy hôm sư có được thỉnh đi thăm bệnh một vị đang hấp hối, một cái người bệnh, người nhà đang hấp hối. Để cái chú này là thường hay tới chùa và cũng là Phật tử thân quen ở chùa, thì anh của chú này đó đang hấp hối thì thỉnh chưa tăng về. Thì khi mà sư tới đó, cái điểm quan trọng của sư tới không phải là đè cổ ra mà tụng tràng giang đại hải, không phải vậy. Quý vị ở đây ai học đạo với sư nhiều thì quý vị biết, sư chủ trương khi tới có vị nói thôi bây giờ lôi cái bài kinh vô thường khổ não vô ngã, mà cái bài mà ngày chủ nhật ngủ vị lên đọc cái bài nó dài ơi là dài. Trời ơi, sư nói cái người bệnh người ta đang hấp hối mà mình chơi đọc nguyên cái bài đó thôi coi người ta chết luôn, chứ còn người ta nghe làm sao mà nghe nổi, nghe không nổi. Sư đến rất là nhẹ nhàng. Cũng may là cái này là một người nam, thì sư vỗ vai hỏi coi có nghe không. Nghe sư nói thì nói là bây giờ
cái thân này đó, nó giống như là một chiếc xe cũ. Mình chẳng qua là mình đổi hôm qua một chiếc xe khác vậy thôi, chứ không có cái gì mà mình phải lo sợ hết. Nhớ như vậy. Và vào cái thời điểm này đó, tất cả những chuyện nhà, chuyện cửa, những cái chuyện mà lặt vặt ở ngoài thì không cần phải lo. Bây giờ là lúc lo cho chính mình. Rồi bây giờ đó, không có một ai đáng để cho chú phải nương tựa hết. Chỉ có Đức Phật là nơi để mà mình nương tựa vào. Nhớ như vậy. Đức Phật là đấng giác ngộ. Ngài đã vượt qua những cái đau khổ như thế này, và Ngài chỉ hướng dẫn mình vượt qua những đau khổ như thế này. Nương tựa nơi Ngài, nương tựa nơi Đức Phật, để vượt qua những cái đau khổ của thân và vượt qua những cái lo sợ trong cái con đường đi sắp tới. Và hãy nương tựa vào chư Tăng. Chú nhớ, sư vừa dỗ dai cho chú đó, sư vừa nói chú nhớ, chư Tăng lúc nào cũng ở bên cạnh chú hết. Yên tâm, đừng có lo sợ gì hết. Có thấy cái gì, có nghe cái gì, cũng đừng có sợ. Chỉ nương tựa vào chư Tăng, nương tựa vào Đức Phật. Và những cái phước lành nào mà sư đã tu tập đó, chi phước đến chú, nương tựa vào. Thì sư đi thăm như vậy ngày thứ nhất. Rồi ngày thứ hai cũng thỉnh lại thêm một lần nữa. Thì khi mà tới đó, thì sư thấy chú này cũng hít vô nhiều hơn thở ra rồi. Thấy là cũng sắp đi rồi đó. Nhưng mà còn may là cũng còn tỉnh, cũng còn tỉnh, cũng còn nghe được. Thì sư mới đem theo một cái y da trái cũ của sư đó. Thì sư đem, sư đắp cho chú đó. Đắp giống như đắp mền, đắp cho chú. Nhắc, nhớ nha. Cái y này y của chư Tăng. Đắp cái y này, nhớ tới chư Tăng. Lúc nào chư Tăng cũng ở bên cạnh chú hết. Sư đối xử với cái vị đó đó y như là một người thân. Rải tâm từ tới chú đó. Y đối xử y như một người thân sắp ra đi. Dặn dò, nhớ, nghe cái gì, thấy cái gì cũng được có sợ. Nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi chư Tăng. Phước lành nào sư có tu thì sư chia hết cho chú. Nương tựa và nhớ chư Tăng lúc nào cũng ở bên cạnh chú hết. Thì như vậy đó. Rồi chư Tăng về, sư đi là 4 vị. Rồi sau khi về đó, hôm đó là hôm 16. 16 là hôm mà chư Tăng nhập hạ đó. Thì sau khi mà về thì nghe nói lại là chư Tăng về không được bao lâu, vừa về thôi. Thì chú đó ngước nhìn lên cái hình Phật, rồi liệm dần. Liệm dần mà giống như là cái đèn mình hết dầu á, nó ngấm từ từ rồi nó tắt hẳn luôn. Mà quý vị biết là những cái người thân, người nhà ở trong gia đình đó, cứ nói là ai cũng nghĩ cỡ như chú này đó là cũng phải dãy chết á. Vì biết là chết đâu có phải dễ đâu. Nghĩ ai cũng nghĩ là họ phải dãy chết rồi, phải đau đớn quằn quại ghê gớm lắm. Nhưng mà không ngờ chết, chú này chết quá đẹp đi. Y như là cái đèn mà nó hết dầu, nó ngấm từ từ rồi cứ liệm dần, giống như buồn ngủ mà bắt đầu gượng không được á, bắt đầu nhắm mắt lại là đi luôn. Chết quá đẹp. Mà phải nói là mặc dù sư đi thăm bệnh nhưng mà sư cũng hâm mộ. Hâm mộ kiểu chết của chú đó, có nghĩa là sao? Chết tỉnh, chết không có mê sảng, chết tỉnh. Trước khi chết còn được chư Tăng đến để nhắc nhở, còn được chư Tăng đến để mình gọi là khai thị. Đó, rồi chết không có hoảng loạn. Rồi chết im, không có gọi là đau đớn quằn quại gì hết. Chết rất là im, rồi chết rất là sạch sẽ, cũng không có phải là đổ này đổ nọ ra, tiểu phân này nọ ra. Thì đương nhiên là chết ai cũng phải nằm ở trên giường rồi. Cho nên sư nói là nhìn chú này đi thì sư cũng hâm mộ. Mai mốt mà mình được như vậy là cũng phước lắm chứ không phải cái chuyện thường đâu. Mà quý vị biết là có một điều gì. Bên sư thì Phật giáo Nam truyền, nhưng mà ở Phật giáo Bắc truyền thì có một cái thông lệ là gọi là cái ban hộ niệm á.
rồi mở kinh, mở máy này nọ, A Di Đà này nọ lên. Có một điều đặc biệt, tôi không biết ai khiến hay như thế nào đó mà ban hộ niệm tới không được. Ban hộ niệm tới không được. Rồi mời ha, mời một vị thầy tới, vị thầy Bắc Truyền mời tới để mà tụng kinh hộ niệm, rồi tụng kinh để mà niệm cũng không được. Hứa rồi, nhưng mà tới giờ đó là tự nhiên đóng cửa không ra. Rồi mời vị khác thì cũng, thì vị đó cũng tới nhưng mà trục trặc như thế nào đó thì cũng vội đi vội về cũng không ra cái gì hết. Đủ gì biết là cái máy mà máy hộ niệm thường mình dùng pin đúng không? Cái này chơi cái máy mà cắm điện trực tiếp luôn. Máy bình thường phát không phát bình thường, lúc chú này còn sống thì phát bình thường không gì hết. Nhưng mà chú này chết rồi mở nó cà chục cà chặt mở không được. Làm riết mà hai chị em canh sợ nói bây giờ mày muốn ngày mai thỉnh Chư Tăng Chùa Nam Tông tới thì để ngày mai cho tao thỉnh. Chứ còn bây giờ mày làm có tao sợ, tối nay có hai người canh mày hả? À. Mày làm gì có tao sợ. Đó, thì cho tới hôm sau thì mới thỉnh Chư Tăng đến để mà tụng kinh cho chú thì làm đám tang. Thì quý vị biết, đối với một người đó, mà năm quyền tính tấn niệm định tuệ của họ đó, mà không có rõ rệt, có nghĩa là không có cái nào mà nó mạnh hơn cái nào, thì thường là cái tính căn nó sẽ trội. Cho nên vào những cái giờ phút đó đó, sư thì cũng không biết chú này như thế nào, tu tập đâu có biết chú tu tập như thế nào đó. Nhưng mà vào cái giờ phút đó sư cảm thấy là bây giờ cái tính có thể chú này nương tựa vào cái đức tin nó sẽ dễ hơn, cho nên là sư hướng dẫn chú đó nương tựa nơi Đức Phật. Sư không có kêu niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Nam Mô Bụt Tha Giá hay là Nam Mô A Di Đà, cái gì không kêu niệm cái gì hết, chỉ kêu đơn giản nương tựa nơi Phật. Thì đó là cái cách mà sư gọi là hộ niệm, có nghĩa là làm sao mà mình trấn an người sắp ra đi đó, và có một cái nơi để họ nương nhờ, thì như vậy đi rất là đẹp. Mà sư không biết mai mốt sư có được như vậy hay không đó. Nói như vậy để làm cái gì? Để cho quý vị biết ấy, là mỗi một người trong số chúng ta phải có một cái phương pháp tu tập. Để chi? Để cái lúc gần chết ấy, không phải ai cũng có cơ hội gặp được Chư Tăng. Có nhiều lúc mình phải nương tựa vào chính mình thôi. Nhiều lúc Chư Tăng tới cũng tới không kịp. Giả sử như bây giờ quý vị đang tu tập được một cái xí ná trắng, thì vào thời điểm đó chỉ cần quý vị nhìn bất kỳ một cái vật nào màu trắng thôi là quý vị có thể niệm trắng. Nhờ như vậy quý vị có khả năng đi lên. Mà phải nói là những cái chết đẹp như vậy đó, cái khả năng đi lên của họ cao hơn đi xuống. Còn mà mình chết mà mình quằn quại, mình lo, mình tiếc nuối cái này tiếc nuối cái kia đó, chết rồi mình đi xuống nhiều hơn đi lên. Cho nên mỗi người trong số chúng ta tu tập phải dành ra cho mình một cái đề mục thiền định hoặc là đề mục thiền quán chuyên để vào cái thời điểm đó giúp ích được cho mình. Tất cả chúng ta ngồi ở đây chưa biết ai đi trước ai, chưa biết. Nhiều người nói sư sau này lên làm chủ trì là chủ trì kia, mà sư nói chưa chắc lên được hay chưa, là thấy mình xanh cỏ rồi, chưa chắc. Tới cái mức độ là sư đã chuẩn bị sẵn cái hình avatar Facebook của sư ấy, là để cái hình đó mai mốt là để làm hình thờ cho nó dễ, khỏi phải chọn lựa gì hết ấy. Cứ lấy cái đó mà làm thôi. Sư thường hay nói mỗi một người trong số chúng ta chỉ cần hai tấm hình, một tấm làm giấy tờ và một tấm để bàn thờ. Ngoài ra không cần cái selfie, không cần phải đi chụp hình chân dung, chụp này chụp kia, không cần. Người học đạo phải thường suy nghĩ tới cái chết. Người học đạo phải tin rằng mình sống không có lâu. Phải tin như vậy. Để chi vậy? Nỗ lực tu tập. Nó liên quan trực tiếp tới bài học của chúng ta ngày hôm nay, là học về cái trạch pháp giác chi. Quý vị biết là trong cái trạch pháp giác chi đó, có nghĩa là sao?
sư ôn lại bài cũ, thế nào là chánh pháp giác chi, là chúng ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Một người có trí tuệ chỉ cần như vậy thôi, dù cho con nít 7 tuổi hay ông già 80 tuổi chỉ cần biết hai chuyện: cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Và ngay như tất cả các pháp thì có hai cái gọi là pháp thiện và pháp bất thiện. Sư đã từng nói là cái gọi là thiện ở đây đó, không có cái chuyện gì liên quan tới đạo đức hết. Cái vốn của từ thiện, từ gốc của nó không có liên quan tới đạo đức, mà nó nghĩa là khéo. Ví dụ như thiện xảo, ví dụ như là thiện xạ là bắn cung khéo, hoặc là thiện nghệ là tay nghề khéo. Thì cái thiện đó, từ gốc nó vốn dĩ là cái khéo. Thì nếu như chúng ta muốn được hạnh phúc mà chúng ta khéo làm những việc khiến cho chúng ta hạnh phúc thì chúng ta gọi là thiện. Còn nếu như chúng ta muốn được hạnh phúc mà chúng ta làm những việc mà khiến cho chúng ta đau khổ thì gọi là không có khéo, thì mình gọi là bất thiện. Nói như vậy. Cho nên một người muốn đau khổ, sẽ nói một người muốn đau khổ mà họ làm cái chuyện để cho họ khổ thì mình gọi nó là họ đang làm thiện, thì họ đang khéo. Họ khéo để cho họ đau khổ vì họ muốn như vậy. Nhưng mà hỏi quý vị thực tế có ai muốn khổ bao giờ? Ai cũng muốn hạnh phúc hết. Cho nên những cái việc mà khiến cho đời này hạnh phúc, đời sau hạnh phúc, mình gọi là việc thiện. Còn những việc khiến cho đời này đau khổ, đời sau đau khổ, mình gọi là việc bất thiện. Cho nên trạch pháp giác chi là mình biết cái việc nào nó dẫn tới hạnh phúc, việc nào dẫn tới đau khổ. Mình biết việc nào thiện, việc nào bất thiện, thì mình sẽ chọn những việc thiện để mình làm. Đó là trạch pháp giác chi. Rồi ngay trong những cái việc thiện đó, chúng ta biết cái thiện nào nên làm hơn cái thiện nào. Sư giả sử hồi sáng hôm nay học lớp Bali, thì ở trên tụng kinh chúc phúc cho Phật tử, tại vì thí chủ tới cúng dường cha tăng thì tụng kinh chúc phúc. Thì bây giờ sư có hai lựa chọn: một là tiếp tục ngồi lại học, hai là lên trên chển để chúc phúc cho Phật tử. Hai cái nào cũng đúng hết. Nhưng mà với sư, cái việc học nó quan trọng hơn. Thì cái đó là mình dùng cái trạch pháp giác chi. Hoặc là quý vị đang hành thiền mà tự nhiên bây giờ mình nghĩ là thôi chút xíu nữa mình quét sân, hoặc chút xíu nữa mình bố thí, mình cúng dường, hoặc chút xíu nữa, hoặc ngày mai mình đi mình phóng sanh. Nhưng mà mình phải dùng cái trạch pháp giác chi biết là bây giờ cái việc hành thiền nó quan trọng hơn, cái đề mục thiền của mình nó quan trọng hơn là những cái pháp thiện khác. Cái việc bố thí đó để một chút xíu nữa tính, hành thiền trước cái đã. Đó là trạch pháp giác chi. Sư lặp lại, trạch pháp giác chi có hai cái. Thứ nhất là biết cái nào thiện và cái nào bất thiện, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Cái thứ hai là ngay như trong cái thiện đó, ngay trong những cái nên làm đó, thì cái nào nên làm hơn cái nào. Và bây giờ chúng ta học là 7 pháp để tăng trưởng cái trạch pháp giác chi. Có nghĩa là mình có 7 cái phương pháp giúp cho cái trạch pháp giác chi của chúng ta nó tăng trưởng. Thế là 7. Thứ nhất là chúng ta thường xuyên vấn đạo, có nghĩa là thường xuyên gặp gỡ để mà hỏi đáp, để biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thứ nhất là thường xuyên vấn đạo để biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Đâu có ai mà sanh ra là đã biết hết đâu quý vị. Tất cả mọi người đều phải học hỏi hết. Mà cái biết của mình nó dựa trên 3 cái. Tất cả các cái biết ở trên thế gian này nó dựa trên 3 cái. Thứ nhất là biết thông qua học hỏi. Ngay như Bồ Tát Tất Đạt của mình khi sanh ra vẫn phải học hỏi của những vị thầy Bà La Môn. Rồi trước khi mà đắc thành quả vị chánh đẳng giác thì Ngài cũng học hỏi, học thiền. Rồi Ngài tìm hiểu cái phương pháp tu khổ hạnh. Cho đến Ngài thử hết những cái phương pháp mà Ngài không tìm thấy được, Ngài mới tự Ngài tìm cái con đường đi của mình. Nhưng mà Ngài vẫn phải dựa trên những cái mà Ngài đã học ở trong cái đời này và những cái phước lành Ngài đã huân tập từ những đời trước. Toàn bộ là Ngài đều phải dựa trên cái sự học hỏi.
Nhưng mà cái con đường Ngài đi đó là con đường tự Ngài khám phá ra, chứ không phải là một vị thầy nào chỉ cho Ngài thấy hết. Nhưng mà cái nền tảng của Ngài, những cái kiến thức hiểu biết đều phải có được nhờ vào cái sự học hỏi. Cái thứ hai là biết qua suy tư. Có nghĩa là mình học không chưa đủ mà mình còn phải suy tư. Thì từ cái suy tư đó mình mới vỡ lẽ ra nhiều vấn đề. Và cái biết thứ ba là cái biết qua cái sở chứng sở đắc. Như là trường hợp Bồ Tát của mình, quý vị thấy là trước đó thì Ngài biết nhiều lắm chứ. Ngài biết về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Ngài biết rất là nhiều. Nhưng mà những cái biết đó, Ngài thấy là nó không đưa đến giải thoát. Và Ngài tìm cái con đường đưa đến giải thoát. Và khi cái giờ phút mà Ngài chứng đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng giác, cái trí tuệ của Ngài mới khai mở ra. Và Ngài biết, à thì đây là những việc thiện, đây là những việc bất thiện. Do chúng sanh làm những việc này mà chúng sanh chịu đau khổ. Do chúng sanh làm những việc kia mà chúng sanh được an vui. Do chúng sanh làm những cái hành động này mà chúng sanh được hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau. Thì cái biết đó không có một vị thầy nào dạy được cho Ngài hết. Mà Ngài cũng không thể tự suy tư được, mà Ngài phải có được là do cái sự chứng ngộ. Và Ngài khi Ngài chứng ngộ như vậy, Ngài dạy lại cho mình. Và chúng ta cũng biết, nhờ những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta biết những cái con đường nào đưa đến hạnh phúc, những con đường nào đưa đến khổ đau và những con đường nào đưa đến Niết Bàn. Nhưng mà để mà biết được Niết Bàn là cái gì thì chúng ta vẫn phải tự chúng ta tu tập. Và chúng ta phải chứng đắc bằng cái kinh nghiệm của bản thân, chứ Đức Phật không thể chứng đắc cho mình được. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thường xuyên gặp những vị thiện hữu tri thức để chi? Hỏi đạo. Để biết được những cái gì nên làm và không nên làm. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ ù lì ở nhà, hoặc là chúng ta cứ đóng cửa, không có giao tiếp với bên ngoài, cũng không học hỏi ai hết, thì làm sao chúng ta biết được cái gì nên không nên. Chúng ta chỉ hoàn toàn cư xử theo cái bản năng thôi. Mà quý vị biết là bản năng thì chúng ta làm cái việc bất thiện nhiều hơn việc thiện. Tại vì sao? Chúng ta làm việc chỉ dựa trên hai thứ. Một là thích cái gì đó mà chúng ta làm. Hai là vì ghét cái gì đó mà chúng ta tránh. Chỉ dựa trên hai thứ đó thôi. Mà nếu như chúng ta không hỏi đạo thì chúng ta không biết được cái gì nên và không nên. Chẳng hạn như ngồi thiền đau chân muốn chết, lẽ ra là chúng ta đã xả thiền, chúng ta nghĩ không ngồi nữa, mắc mớ gì mà mình phải ngồi cực thân vậy. Nhưng mà do chúng ta có học đạo, chúng ta có hỏi đạo, chúng ta biết là những cái sự nhẫn nại bây giờ là cái sự cố gắng tu tập cho định tâm. Nhờ chúng ta phát triển định tâm mà chúng ta đi đến con đường giải thoát. Nếu quý vị không học đạo thì quý vị không có ai hiểu được là tại sao có những con người họ ngồi đó 5 tiếng, 7 tiếng, họ hành thiền liên tục từ sáng tới chiều, giữ chánh niệm tỉnh giác để làm cái gì họ không hiểu. Họ không hiểu. Chỉ khi nào quý vị hỏi đạo, quý vị hành đạo, quý vị học đạo, quý vị mới biết cái ý nghĩa tại sao mà mình phải giữ chánh niệm từ sáng cho tới tối, tại sao mà những cái giờ phút hành thiền của chúng ta nó quan trọng đến như vậy. Cho nên điều kiện đầu tiên để phát triển gạch pháp giác chi đó là chúng ta phải thường xuyên vấn đạo. Để biết được những cái gì nên làm và không nên làm. Thứ hai là chúng ta phải vệ sinh thân thể và trú xứ. Có nghĩa là vệ sinh những thứ ở trong cơ thể của mình và những thứ ở ngoài cơ thể của mình. Tại sao vậy? Bởi vì đó, khi mà cái thân mình nó bị ô nhiễm thì cái tâm của mình nó cũng sẽ bị ô nhiễm theo. Và khi mà cái tâm mình nó ô nhiễm thì mình sẽ không có suy nghĩ được cái gì hết. Mình sẽ không, cái mạch suy tư của mình nó sẽ không có liền mạch. Quý vị biết là một trong những cái mẹo mà để sư thuyết pháp mà nó trôi chảy mà nó tốt ấy, là thường trước những cái giờ mà sư thuyết pháp là sư đi tắm. Đương nhiên là theo đúng luật là trước đó là mình sẽ vệ sinh, có nghĩa là mình có thể là mình quét sân hoặc là mình làm như thế nào đó. Tại vì theo luật là một vị tỳ khưu không được tùy ý đi tắm, không được tự ý đi tắm, chỉ được tắm mỗi nửa tháng một lần. Theo luật, một vị tỳ khưu chỉ được tắm mỗi nửa tháng một lần, trừ phi là vị đó lao động hoặc là có
nước dơ nó dính vào người, hoặc là có gió bụi bẩn nó hắt vào người, thì kỳ đó mới được phép đi tắm. Thì quý vị biết là sau khi mà tắm rửa sạch sẽ đó, thì tự nhiên là cái suy nghĩ của mình nó thông suốt hơn. Và thậm chí là khi mà mình thuyết pháp, mình giảng đạo đó, nó cũng dễ dàng hơn là khi mà mình để cái cơ thể nó mồ hôi, mồ kê, rồi mình ngồi ở đây mình nói chuyện. Thứ ba là chúng ta phải quân bình các căn. Quân bình các căn ở đây là cái gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Cái quân bình đó, cái việc quân bình này thì chúng ta đã học ở bài trước rồi, cho nên là sư không có nói nhiều. Điều thứ tư là chúng ta phải tránh xa những cái người thiếu trí. Người thiếu trí là người nào? Đó là những người không biết thiện hay bất thiện, không biết cái gì nên làm hay không nên làm. Phải tránh xa họ. Như vậy thì sẽ có người hỏi là bây giờ giả sử sư và quý vị, thì quý vị sở dĩ đến đây là bởi vì quý vị mình chưa có hiểu đạo một cách nó hoàn hảo. Chúng ta vẫn còn phải học hỏi để chúng ta biết được cái gì nên làm và không nên làm. Nói vậy không lẽ bây giờ sư tránh xa quý vị, sư không gặp quý vị? Tại vì gặp quý vị là sư, quý vị là thuộc về cái hạng là đâu có phải là biết cái gì nên làm không nên làm đâu. Không lẽ bây giờ sư phải tránh quý vị? Không phải như vậy. Cái tránh ở đây đó mang ý nghĩa như thế này. Những cái mối quan hệ ở đời đó, nó có hai kiểu quan hệ. Một á, là cái mối quan hệ bạn bè, có nghĩa là mình gần gũi, mình tiếp xúc, mình chơi bời với nhau. Thì khi mà chúng ta chơi bời, chúng ta tiếp xúc, chúng ta gần gũi với những người thiếu trí đó, những người không biết chuyện gì nên làm thì không nên làm, thì họ chỉ toàn rủ mình những cái chuyện tầm bậy thôi. Chúng ta ở đây đều trên 18 tuổi hết rồi, chúng ta đều biết là những cái người mà thích nhậu nhẹt nè, thì gặp mình họ chỉ thích rủ mình đi nhậu thôi. Những người mà thích chơi bời đàn điếm, họ gặp mình họ chỉ rủ mình chơi bời đàn điếm thôi. Những người thích làm những việc bất thiện, khi gặp mình họ chỉ toàn rủ những việc bất thiện. Có bao giờ mà quý vị thấy là một cái người mà keo kiệt bủng xỉn mà rủ mình đi bố thí bây giờ chưa? Chưa bao giờ. Cho nên gần gũi những cái người mà thiếu trí ở đây đó, có nghĩa là chúng ta làm bạn, kết bạn, chơi chung với những cái người không có trí tuệ, không biết được cái gì nên làm và không nên làm. Còn cái mối quan hệ thứ hai đó là mối quan hệ thầy trò, có nghĩa là mối quan hệ học hỏi. Mình biết bản thân mình còn có những cái phải học, thì mình đến gặp những vị có trí tuệ. Và một vị có trí tuệ gặp những vị chưa có trí tuệ, để hướng dẫn những vị đó cái gì nên làm, không nên làm. Thì đó là mối quan hệ thầy trò, giúp nhau cùng đi lên. Còn cái mối quan hệ mà bạn bè, bạn bè với những người thiếu trí là mối quan hệ giúp nhau cùng đi xuống. Và điều thứ năm là gần gũi những vị nhiều trí. Thì quý vị biết rồi, khi mà chúng ta gần gũi những người mà có trí đó, chúng ta chỉ có lợi chứ đâu có hại. Tại vì sao? Vì chúng ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hễ mà đụng một chút xíu là họ sẽ hướng dẫn mình, họ sẽ có cách để họ hướng dẫn mình. Cho nên gần gũi những bậc thiện tri thức có lợi chứ không có hại chút nào hết. Thành ra mới có câu là cái gì, một đêm mà tựa thuyền rồng còn hơn muôn kiếp sống trong thuyền chài. Ở đây không có nghĩa là mình theo phú phụ bần, không phải vậy, mà có nghĩa là mình chỉ cần một đêm mà mình gần gũi những bậc thiện tri thức một đêm, thì nó cũng ý nghĩa, nó cũng có giá trị nhiều hơn vô số lần mà mình ở bên những cái người mà không phải thiện tri thức. Và cái điều thứ sáu là thường xuyên ôn lại những vấn đề giáo lý sâu xa. Thường xuyên ôn lại những vấn đề giáo lý sâu xa. Có nghĩa là sao? Bây giờ thỉnh thoảng chúng ta chỉ cần suy nghĩ về một cái câu trong kinh điển, không cần nghĩ nhiều. Ví dụ như một cái bài học hồi Bali hồi sáng ngủ gì học đó. Tâm này các tỳ khưu không được bảo hộ, không được thu thúc thì sẽ mang lại cái điều bất lợi lớn. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ như vậy. Mà những cái bài học mà quý vị học trong lớp Bali hồi sáng,
Thậm chí quý vị buổi chiều tối không cần phải tụng kinh Tam Bảo, quý vị lôi cái bài đó ra quý vị đọc là cũng được. Để chi vậy? Khi mỗi lần mình đọc ấy, mình suy tư tại sao Đức Phật nói như vậy. Chúng ta suy tư tâm như thế nào mà Đức Phật nói là khi mà mình không thu thúc mà mình lại dẫn đến cái việc là cái quả báo lớn, cái bất lợi lớn. Tại sao vậy? Suy nghĩ. Cái cơ thể này đó, chúng ta bỏ bê nó, chúng ta không chăm sóc nó, chúng ta hoang phế nó, thì cùng lắm là nó bệnh, cùng lắm là nó xấu, cùng lắm là mình chết thôi. Nhưng mà không vì vậy, không vì cái chuyện mình bỏ bê cơ thể của mình mà mình đi xuống địa ngục, không bao giờ. Hoặc là cái căn nhà của mình bỏ bê nó, thì cùng lắm nó xuống cấp, cùng lắm nó dơ bẩn, hoặc là cùng lắm là có ai đó vô chiếm nhà của mình. Nhưng mà không vì vậy mà mình đi xuống địa ngục. Không. Chồng của mình, vợ của mình bỏ bê, cùng lắm nó đi theo người khác. Chứ không vì vậy mà mình đi xuống địa ngục. Nhưng mà cái tâm của mình mà mình bỏ bê, mình không có phòng hộ nó, thì nó sẽ chạy theo những thứ nó thích, chạy theo những thứ nó ghét. Mà những thứ nó thích, nó ghét á, bất thiện nhiều hơn thiện. Quý vị để ý coi có bao giờ mà quý vị tự nhiên quý vị thích bố thí, quý vị thích ngồi thiền, quý vị thích làm những việc thiện pháp, quý vị thích đọc pháp, quý vị thích nghe pháp, quý vị thích suy tư về chánh pháp. Cái thích của quý vị được bao lâu, được bao nhiêu? Đa phần mình thích toàn những chuyện tầm bậy là nhiều. Cho nên khi mà cái tâm của mình không có được cái sự hộ trì, thì khi đó chúng ta toàn là suy nghĩ về những cái chuyện tầm bậy. Mà những cái hành động sai trái, những cái lời nói sai trái xuất phát từ đâu? Xuất phát từ tâm mà ra. Cho nên một khi tâm mình không được hộ trì là tự nhiên là mình dẫn đến những cái nghiệp bất thiện. Mà do những nghiệp bất thiện đó nó dẫn mình đi xuống địa ngục, dẫn mình đi xuống khổ đau. Chỉ một cái câu kinh như vậy thôi đó, mình suy tư ra nó đẻ ra nhiều chuyện lắm thưa quý vị. Chẳng qua đó là mình ít suy nghĩ, cho nên mình đọc thì mình thấy Đức Phật nói vậy nó tầm thường quá, mình có cái sự coi thường. Nhưng mà không có một bài kinh nào là cản hết. Bởi vì sao? Trong kinh điển mỗi một lần Đức Phật nói ra một lời nào đó là đều có vô số người chứng thánh. Có nghĩa là có vô số người chứng thánh chỉ bằng một cái câu kinh mà quý vị vừa nghe thôi. Này các tỳ kheo, tâm không được hộ trì sẽ mang lại cái sự bất lợi lớn. Chỉ nghe như vậy thôi là đã có vô số người chứng thánh quả. Mà mình nghe vậy mình chết quớt. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có để cái tâm suy tư. Do đó, khi chúng ta suy tư về những cái vấn đề giáo lý sâu xa, suy tư thường xuyên, suy tư nhiều về nó, thì chúng ta rất dễ nhận biết được những cái gì mình nên làm và những cái gì không nên làm. Đụng chuyện là tự nhiên là mình biết liền. Tại vì sao? Mình moi ra được những cái bài kinh tương ứng với nó. Chẳng hạn như có lần sư được cúng dường một cái tô bún đi, tô bún. Thì trên tô bún đó, nó có đồ ăn và có bún. Thì con chó nó chạy tới. Mà quý vị thử nghĩ coi, bún mà bún khô chứ không phải bún nước. Thì nếu như mà chỉ có bún không thôi mà không có đồ ăn gì hết, nó chết quớt rồi, nó ăn không ra gì hết. Mà khi mà con chó nó tới đó, mình có cái tự nhiên có cái lòng là mình thôi mình để cho mình ăn đi. Đúng không? Mình để mình bún có đồ ăn thì mình sao mình ăn ăn đi. Nhưng mà khi mình nghĩ như vậy, sực nhớ liền. Đức Phật nói như thế nào? Nếu như một người hiểu được giá trị của cái sự bố thí, hiểu được nhân và quả của việc bố thí như là Thế Tôn hiểu, thì ngay cả cái miếng ăn cuối cùng của họ, họ cũng không nỡ ăn. Tự nhiên là mình cho nó dễ dàng. Hoặc là mình nghĩ cái sự mà mình không muốn cho nó là cái sự bỏng sẻn. Chính cái bỏng sẻn nó là tâm bất thiện. Như vậy là tự nhiên mình bố thí nó rất dễ. Hoặc là khi mà có ai đó làm cho mình phiền lòng, tự nhiên mình nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy như thế nào? Từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng hư ngụy. Nó mắng tôi, cướp tôi, nó đánh tôi, hiếp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó đánh tôi, bức tôi, rồi nó cướp tôi, lấn tôi, ai buông hiềm hận ấy, hận thù tự nhiên nguôi. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu.
khi mà chúng ta suy tư nhiều về pháp, khi mà chúng ta đụng chuyện là tự nhiên pháp nó trào ra cho mình, để chúng ta biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Còn khi mà chúng ta không có suy tư về pháp, khi đụng chuyện chúng ta bối rối, chúng ta không biết được là cái gì chúng ta nên làm, cái gì không nên làm. Thành ra cái suy tư về những cái vấn đề giáo lý sâu xa nó rất là quan trọng. Thứ nhất, nó phát triển trí tuệ. Thứ hai là khi mà chúng ta đụng chuyện chúng ta xài được. Nhiều người học pháp rất giỏi nhưng mà khi đụng chuyện họ xài không được. Và điều thứ bảy là điều cuối cùng, là chúng ta thường nhớ nghĩ về cái việc trau dồi cảnh pháp giác chi. Có nghĩa là chúng ta thường xuyên ưu tư về những cái việc chúng ta nên làm và không nên làm, thường xuyên nghĩ về nó. Cho nên có một lần sư đến một cái thiền viện, sư đến nhà bếp của thiền viện, sư thấy treo một cái bảng nhìn rất là hay, có nghĩa là trước khi làm việc gì hãy nghĩ đến nhân và quả của nó. Thấy rất là hay, nó là trật pháp giác chi đó. Trước khi mình làm bất kỳ việc gì hãy nghĩ tới nhân và quả, nghĩ tại sao mình làm cái chuyện này, và khi mình làm cái chuyện này đó nó sẽ đem lại cái hậu quả gì, chuyện nó nên làm hay không nên làm. Chỉ việc nghĩ như vậy thôi là mình bớt đi rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện không cần thiết. Cho nên trạch pháp giác chi là nó thuộc về cái trí tuệ. Khi mà quý vị không có được trạch pháp giác chi đó thì cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ gặp trở ngại. Và như vậy đó, nhắc tới trạch pháp giác chi thì chúng ta phải nhắc tới một cái việc là như vậy thì đâu là lời Phật dạy mà đâu không phải là lời Phật dạy. Bởi vì có những cái ông thầy này dạy như thế này, ông thầy kia dạy như thế khác. Có những cái vấn đề giáo lý mà hai bên nói chuyện nó chất quốc với nhau, nó chổi nhau, thì như vậy làm sao để chúng ta phân biệt được đây là lời Phật dạy, đây không phải là lời Phật dạy. Chúng ta có nhiều cách để căn cứ. Thứ nhất là chúng ta căn cứ trên kinh điển, coi coi vị nào có thể dẫn chứng kinh điển, rồi chúng ta mò ra trong kinh điển đó để xem coi trong kinh nó nói như thế nào. Cho nên cái lớp Pali nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị học được cái ngôn ngữ Pali đó thì chúng ta tiếp xúc được với cái chánh tạng. Để chi? Để chúng ta nhìn thẳng vô cái bài kinh đó Đức Phật nói chính xác nó như thế nào. Chúng ta không thông qua một cái lần phiên dịch của bất cứ ai hết, chúng ta đọc thẳng vô chánh tạng. Bởi vì đó, một cái vị dịch giả, nếu như vị đó có thể truyền đạt được 80% ý nghĩa của cái câu nói là đã là một vị dịch rất là giỏi. Làm sao mà có thể truyền đạt được 100% lời nói của Đức Phật? Khó. Cho nên khi chúng ta tiếp xúc với ngôn ngữ Pali, kinh điển bằng đúng cái ngôn ngữ Pali, là chúng ta tiếp xúc với cái kinh tạng gốc của Đức Phật, không qua bất kỳ một cái lời dạy nào hết. Rồi có những vị mà vị đó dịch ra đó thì chúng ta có thể căn cứ là vị đó có xuyên tạc giáo pháp Đức Thế Tôn hay không. Nếu như mà mọi người đều biết được cái ngôn ngữ Pali đó, thì đảm bảo với quý vị là không có nhiều người mà dám nói pháp nói ẩu. Nhiều người nói pháp mình không biết là họ căn cứ vào đâu. Nhưng nếu như mà quý vị đọc được chánh tạng, đọc được kinh điển, cho dù là kinh điển tiếng Việt, tốt nhất là kinh điển tiếng Pali, thì quý vị sẽ biết được vị này nói đúng hay nói sai, trong kinh nói như thế nào. Đó là cái đầu tiên để chúng ta biết được đây có phải là lời Phật dạy hay không. Cái thứ hai là có một lần bà Di Mẫu Gotami, bà đến hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, sau này làm sao để mà tụi con biết đây là lời dạy của Đức Thế Tôn và đây không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn. Đương nhiên là bà biết, nhưng mà bà hỏi là bà hỏi cho người đời sau, hỏi cho tụi mình đi. Hỏi là tại sao mà làm sao để biết được đâu là lời dạy của Đức Thế Tôn thì Đức Phật dạy. Hãy căn cứ vào những việc này để phân biệt. Thứ nhất, nếu như có một cái phương pháp tu tập nào mà đưa đến cái sự xa lìa tham ái thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn.
Còn nếu như có phương pháp tu tập nào mà dẫn đến cái việc ái dục nó tăng trưởng thì đó không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên quý vị biết là bất kỳ một cái phương pháp nào mà nó ca ngợi cái chuyện mà quan hệ nam nữ, chắc chắn đó không phải là lời dạy Đức Thế Tôn. Mà cái phương pháp tu tập nào mà mình càng tu là mình càng ly dục thì mình chắc chắn là mình đang đi đúng trên con đường Đức Thế Tôn đã hướng dẫn. Có hai thầy trò ôm bát khất thực đi xuống núi, thì đi qua một cô thôn nữ ấy, thì ông thầy ông nói là sư tử đó con đừng có nhìn. Thì đứa trò đó thì mới nói là sư tử sao dễ thương vậy. Thì thưa với quý vị đó, bản thân sư cũng thấy những con sư tử nó rất là dễ thương, sự thật nó là như vậy. Nhưng mà phải biết là ngán sợ cái cảnh mà sinh hoạt trong gia đình, thật sự rất là ngán cái cảnh mà về rồi vợ rồi chồng rồi lập một gia đình rồi bắt đầu là con cái nó nheo nhóc rồi đi làm kiếm tiền, nó nản lắm thưa quý vị. Mỗi lần mà nghĩ đến những cái con sư tử đó là tự nhiên là nghĩ tới những cái chuyện mà sau này mà lỡ mình rước bả về đó, rồi bắt đầu là đủ thứ chuyện ở trên đời đó. Thành ra mình nản, không có sợ sư tử mà sợ sống chung với sư tử, nó vậy đó. Cho nên ấy, thường xuyên sư nhớ đến những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngài đã nói thà là ôm một cái thùng sắt nóng, thùng lửa đỏ đó, còn hơn nằm trong vòng tay ôm ấp của nữ nhân. Vì sao vậy? Vì khi mình ôm một cái trụ mà nó nóng đỏ thì mình đau đớn như là chết, mình thậm chí mình có thể chết. Nhưng mà không vì cái chết đó mà mình đi xuống địa ngục. Nhưng mà khi mà chúng ta nằm trong cái vòng tay ôm ấp của nữ nhân, phụ nữ không có lỗi. Phụ nữ không có lỗi. Nhưng mà khi chúng ta nằm trong vòng tay ôm ấp của nữ nhân, tâm tham ái nó nổi lên, tâm ái dục nó nổi lên, chính cái tâm ái dục đó đưa chúng ta xuống địa ngục. Đừng có đổ thừa của sư tử, tại vì mình đưa thân mình đi vô miệng của sư tử mà. Lỗi của mình chứ không phải lỗi của sư tử. Thì thường xuyên nhớ nghĩ như vậy. Cho nên Đức Phật nói là cái phương pháp tu tập nào mà nó đưa mình xa lìa cái tham ái thì chúng ta có thể chắc chắn đó là lời dạy Đức Thế Tôn. Còn cái phương pháp tu tập nào mà kích thích cái lòng dục thì nó không phải lời dạy Đức Thế Tôn. Cái thứ hai là cái phương pháp tu tập nào mà đưa đến sự giải thoát ràng buộc thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn phương pháp tu tập nào mà đưa đến cái sự ràng buộc, đưa đến cái sự dính mắc thì đó không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn. Vì biết là khi mà sư tiếp xúc với những cái vị mà du tăng, có nghĩa là những vị mà ôm chỉ có ba y một bát thôi, vì đó đi sư ngưỡng mộ ghê lắm, tại vì không có một cái sự dính mắc nào hết. Vì đó đi từ xứ này qua xứ nọ, đi thì khất thực rồi đầy bát thì ngồi ăn rồi cứ như vậy rồi cứ đi tiếp. Sư mê thật sự. Mình cũng có một cái ước ao là có một cái dịp nào đó rồi mình buông hết những cái tài sản, rồi những cái hệ lụy, tất cả những cái thứ mà mình gọi là những cái mối quan hệ này nọ, buông hết để qua một bên, ôm ba y một bát, mình làm cái vị tu sĩ đi du tăng, mình đi từ làng này qua xóm nọ, nó đẹp biết là bao nhiêu gì biết không? Tự nhiên cái lúc đó thì sư làm ra một cái bài thơ, thơ con cóc thôi, là đầu trần đi khắp nẻo, chân đất bước muôn phương, ba y cùng một bát, nơi nào dạ vững vương. Mình muốn đi cao, muốn đi xa thì mình càng phải nhẹ, mình càng bớt dính mắc thì mình càng tiến triển được trên con đường giáo pháp. Còn mà mình tu mà mình vướng đây là chùa của tôi, đây là lưu cốc của tôi, rồi đây là Phật tử của tôi thì đi xa không được. Và quý vị cũng vậy, mình tu làm sao mà mình bớt dính mắc về tài sản, bớt dính mắc về những mối quan hệ, tu làm sao mà mình ít khi mà mình phải nghĩ tiền tháng này sao ít hơn tháng trước, rồi phải chi cái này chi cái kia, rồi đây là tiền điện nước, rồi tiền internet, rồi tiền nhà tiền cửa. Khi mà chúng ta dính mắc như vậy đó, tự nhiên chúng ta trói buộc mình lại, trói buộc cái sự tu tập của mình lại.
tu như thế nào đó mà chúng ta bớt dần buông dần hết những cái thứ đó, chúng ta không dính mắc nữa, là chúng ta có thể gần hơn với con đường giải thoát, và chúng ta biết chắc là cái con đường tu của mình ấy, đúng với lời dạy của Thế Tôn. Cho nên nhiều người nói là sư dạy học trò sao mà nhiều người đòi đi tu hết. Thì nói, đi tu là tốt, đi tu là tốt. Sư lúc nào cũng khuyến khích mọi người đi tu. Tại vì khi quý vị, sư hướng dẫn quý vị mà quý vị có cái tâm quý vị đi tu á, có nghĩa là sao? Sư hướng dẫn đúng chánh pháp. Nếu như mà sư hướng dẫn quý vị á, mà sư không cho quý vị đi tu làm sao mà quý vị cứ thấy là thôi hưởng thụ cái cuộc sống tại gia cư sĩ, là chắc chắn là sư dạy cái gì đó chứ sư không dạy chánh pháp. Mà sư lặp đi lặp lại ha, chùa này thì hơi neo đơn, cho nên nếu mà tu thì ưu tiên chùa Nam Tông tí xíu. Rồi tiếp theo đó là cái phương pháp tu tập nào mà đưa đến cái sự xả ly, cái sự không tích lũy tài sản, thì đó là thực hành đúng theo lời dạy của Thế Tôn. Còn cái phương pháp nào mà mình càng tu mà mình càng keo kiệt, càng tu mà mình càng thích tích lũy tài sản, thì đó không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn. Quý vị biết là sư với cái vai trò là một vị pháp sư, sư vẫn thường luôn nhắc nhở bản thân. Nói là nói mình thôi chứ không dám mà dạy dỗ ai. Nói sư hướng dẫn quý vị, tự mình thôi miên mình, tự mình nhắc nhở mình, hướng dẫn mọi người, không phải vì danh, không phải vì lợi, không phải vì nhìn vô cái túi tiền của quý vị, mà sư nói để cho quý vị vừa lòng. Vẫn thường nhắc nhở. Cho nên mỗi một lần mà có cư sĩ hoặc bất cứ ai cúng dường, ráng nhắc nhở để tránh mình bị sa đọa. Nhắc nhở mình thuyết pháp không phải vì những cái thứ này. Đức Phật dạy như vậy, chư hiền thánh dạy như vậy, và sư phụ mình dạy như vậy. Mình thuyết pháp không phải là vì những cái thứ này. Thường xuyên nhắc nhở. Tại vì khi mà mình quên, mình lơ là, thì tự nhiên là mình sẽ có cái lòng dính mắc, mình sẽ có cái tâm tích lũy tài sản, và mình sẽ có cái lòng là nói pháp làm sao để cho người ta vừa lòng, để làm sao để cho người ta mở hầu bao, người ta cho tiền mình. Thì như vậy nó nghèo lắm. Nó giống như ấy, là mình, cái giấc mơ của vua Vasenadi đó, là đem một cái bát bằng vàng để mà hướng nước tiểu con bò. Giống như người đời sau dùng cái giáo pháp Đức Thế Tôn bán để lấy tiền. Một người pháp sư có tự trọng không được làm như vậy, là phải suy nghĩ. Rồi những cái lúc mà có những cái tài sản, có những gọi là tứ vật dụng này nọ, nó phát sanh dồi dào, thì nếu mà sư nhớ đến một cái lời kinh ở trong tạng A Hàm của Bắc Truyền, nó giống như là một cái con dê đó, mà nó tách bầy, nó đi ăn phân, nó no bụng, và nó về nó tự hào là những cái con dê trong bầy này ngu, không có ăn phân, một mình tao ăn phân và nhờ như vậy ta được no, còn tụi bay không ăn phân, tụi bay không có no. Cũng như vậy, một vị tỳ kheo mà tự hào là ta có nhiều tài sản hơn những vị khác, ta có nhiều y nhiều bát hơn, ta có nhiều tài sản hơn những cái vị đồng phạm hạnh khác, thì nó cũng y như cái con dê mà nó nghĩ là nó nhờ ăn phân nó được no. Nhờ những cái bài kinh đó mà thức tỉnh, lúc nào cũng nhắc nhở. Chứ sư không dám nói là sư dạy dỗ ai hết. Cho nên những cái giáo pháp nào mà giúp cho mình xa lìa cái sự không tích lũy đó, thì nó là đúng theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Mà quý vị biết là những cái thiện pháp ở đời đó, đều có cái khởi nguồn từ những cái mảnh vụn của giáo pháp. Mặc dù là bây giờ người ta không có nói là người ta theo đạo Phật, không có, nhưng mà những cái việc thiện mà họ làm, cái đời sống ly dục của họ có được là nhờ vào những mảnh vụn của chánh pháp thời những Đức Phật quá khứ. Dựa vào đâu mà sư nói như vậy? Như thế này, trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 5 pháp, có một lần Đức Phật đề cập đến 5 vị Bà La Môn cổ xưa. 5 vị đó là 5 vị có thiền định, có thần thông. Vào cái thời Đức Phật quá khứ đó, khi mà giáo pháp của Đức Phật quá khứ đã lụi tàn, có nghĩa là không còn ai biết tới nữa, kinh tạng vẫn còn đó, kinh vẫn còn đó,
luật vẫn còn đó, vi diệu pháp vẫn còn đó, nhưng mà người ta đọc vô người ta không hiểu. Giống như bây giờ mà kêu quý vị mở kinh ra thì nhiều lúc sư nói thiệt, giống như quý vị mở ra quý vị đọc chú, đọc quý vị đọc không hiểu một số. Nhưng mà bây giờ mình mở kinh ra mình đọc hiểu là mình còn may mắn. Sẽ có một lúc người ta mở kinh tạng ra người ta không hiểu cái gì hết, tới lúc đó thì có những vị chứng thiền vì cái lòng thương tưởng chúng sanh, vì đó hiểu là bây giờ mạt pháp rồi, giáo pháp không còn ở đời nữa, thế gian chìm trong đêm tối, thì bằng cái năng lực thần thông của mình hãy lục lọi lại cái thời chánh pháp còn hưng thịnh để biết được đâu là lời dạy của Đức Thế Tôn, và lựa lại những cái mảnh vụn của giáo pháp để truyền đạt lại cho hậu thế đời sau. Và khi người ta tu, người ta biết là người ta không thể gieo duyên được với chánh pháp, nhưng người ta có thể gieo duyên được với những cái mảnh vụn của giáo pháp. Nhờ như vậy người ta biết làm thiền, nhờ như vậy người ta biết tu thiền, nhờ như vậy người ta chứng đắc thần thông và người ta đi lên Phạm Thiên. Và như vậy đó, đó là cái khởi nguồn của Bà La Môn giáo. Cho nên Bà La Môn giáo cái thời điểm bắt đầu đó, cái ý tưởng của họ rất là đẹp, là họ muốn đem những cái mảnh vụn của giáo pháp Đức Phật quá khứ giữ gìn và truyền thừa lại cho hậu thế đời sau, để chúng sanh không chìm hoàn toàn vào trong đêm tối. Nhưng mà dần dần thì quý vị biết cái gì nó cũng có thịnh có suy. Dần dần những cái giáo lý đó người ta quên đi, và người ta thay đó bằng những cái phương pháp thờ cúng, thờ thần lửa, rồi thờ cái này thờ cái kia, rồi những phương pháp tu khổ hạnh. Người ta quên dần đi những cái giáo lý. Cho nên bây giờ mình thấy là Bà La Môn nó chống phá Phật ghê. Nhưng thực tế cái gốc của họ không phải như vậy. Và những cái lẽ thiện ở đời đó là nhờ những vị Phạm Thiên, các vị đó hướng dẫn cho những cái người mà những vị Phạm Thiên cho là xứng đáng. Như là bây giờ quý vị biết là có một số tôn giáo họ nói là họ có cái khải huyền, có nghĩa là họ nghe một cái vị trời nào đó truyền cao cái giáo pháp cho họ, rồi họ dựa vào đó họ lập ra cái tông môn. Thì sư không dám nói là tất cả, nhưng mà có một số trong đó là do những vị Phạm Thiên, các vị đó truyền lại. Và đó cũng là những cái mảnh vụn của giáo pháp, bởi vì họ biết là những con người này họ không đủ cái phước để họ gieo duyên với chánh pháp, nhưng mà họ có thể gieo duyên với những mảnh vụn của giáo pháp. Do đó sư dựa vào đó để sư nói là những cái lẽ thiện ở đời, cho dù họ không theo Phật, thì đó cũng là những cái mảnh vụn của giáo pháp của Đức Thế Tôn, của những thời Đức Phật quá khứ. Rồi điều tiếp theo là những cái giáo pháp nào, những cái lời dạy nào, những cái phương pháp tu tập nào mà đưa đến cái sự ít ham muốn, thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên mình tu làm sao mà tự nhiên mình thấy mình sống càng lúc càng đơn giản là tốt. Tu làm sao mà mình thấy cái đầu mình nó bạc mà mình không có cái suy nghĩ mình đi nhuộm tóc là tốt. Thật sự. Tu làm sao mà mình thấy là mình không cần phải trang sức là tốt. Bởi vì đó, khi mà mình còn ham thích ý, là mình còn ảo tưởng. Ảo tưởng là tôi còn trẻ lắm, ảo tưởng tôi chưa có già đâu, tôi còn thích nhiều lắm, tôi còn muốn hưởng thụ. Mà khi như vậy có nghĩa là mình chưa có tu hành đúng đắn theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chưa. Và điều tiếp theo là những cái phương pháp tu tập nào mà nó đưa đến cái sự hoan hỷ, thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Hoan hỷ ở đây không phải là tự nhiên mình nói mình tu sao cho nó vui là được, không phải. Bởi vì đó, có những cái tôn giáo mà họ múa hát, họ đờn kèn, rồi họ lên đồng, họ nhập cốt này nọ đó, thì họ cũng vui vậy. Nhưng mà cái vui đó không phải lời dạy Đức Thế Tôn. Cái hoan hỷ ở đây đó, sư nói là nó có nhiều thứ. Thứ nhất là chúng ta hoan hỷ với cái nhân lành của người khác, nghĩa là tu làm sao đó mà mình không có ganh tị. Mình vui được với cái nhân lành của người khác và mình vui được với cái quả lành của người khác. Tu làm sao mà quý vị không ganh tị là tốt. Thế nào là vui với nhân lành? Mình thấy người ta bố thí là mình hoan hỷ này. Mình thấy người ta giữ giới là mình hoan hỷ này. Mình thấy người ta tu thiền mình hoan hỷ này. Mình thấy người ta học pháp là mình hoan hỷ. Bởi vì đó là những cái nhân lành của họ giúp cho họ được hạnh phúc đời sau. Rồi thế nào là vui với quả lành của người khác? Mình thấy họ đẹp mình hoan hỷ.
Mình thấy họ trẻ mình hoan hỷ. Mình thấy họ giàu mình hoan hỷ. Mình thấy họ có những cái hơn mình là mình hoan hỷ. Mà cái này cho sư hơi chê tí xíu ha. Phụ nữ hình như là hơi ganh tị sắc đẹp hơi bị nhiều. Khó. Ngồi kế bên mà thấy người ta đẹp hơn mình hình như là mình không ưa, không thích. Thì phải nói là chúng ta phải tu làm sao đó để mà chúng ta bỏ đi được những cái sự ganh tị đó. Tại vì sao? Vì họ làm những cái việc thiện cho nên họ hưởng những cái phước thiện. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Họ có phước của họ. Khi mình hoan hỷ là tự nhiên là mình có phước. Còn khi mà mình ganh tị là tự nhiên mình mất phước. Không mắc mớ gì mà mình đi mình chọn cái cách là mình mất phước. Đúng không? Mình có phước vẫn tốt hơn chứ. Cho nên tu như thế nào đó, cái lời dạy của Đức Phật, cái lời dạy nào mà mình thực hành theo, mà mình đi đến cái sự mình không ganh tị, đi đến cái sự mình hoan hỷ với cái nhân lành và quả lành của người khác, thì mình có thể biết chắc đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Rồi tiếp theo là cái lời dạy nào hoan hỷ đó, thì mình còn có thể chìm sâu trong cái hỷ giác chi, thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Về cái hỷ giác chi ấy, thì có thể ở tiết học sau thì sư sẽ đề cập tới. Này nằm trong cái việc đưa đến sự hoan hỷ. Trong cái hoan hỷ này đó, có nghĩa là mình chỉ có thể chìm sâu ở trong cái hỷ giác chi. Và điều tiếp theo, cái phương pháp tu tập nào, cái đường lối tu tập nào mà đưa đến cái sự viễn ly độc cư, cái sự thích sống một mình, thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Nói như vậy thì có một số vị có lẽ là cảm thấy hình như nó đi ngược lại với cái lý tưởng Bồ Tát Đạo thì phải. Thực tế không phải. Cái lý tưởng Bồ Tát Đạo của Phật giáo Bắc Truyền nó không có trái ngược lại với cái tư tưởng viễn ly độc cư. Mình không phải mình viễn ly độc cư là mình xa đời, mình yếm thế, rồi mình tự ti, mình không có giúp đời, không phải như vậy. Cái viễn ly độc cư ở đây đó, nó có hai cái. Thứ nhất là thân viễn ly và thứ hai là cái tâm viễn ly. Thân viễn ly là như thế nào? Thân viễn ly là mình xa lìa những cái chốn ồn ào, những cái chốn náo nhiệt, những cái chốn người ta không có tu tập, những cái chốn dơ bẩn, những cái chốn bụi đời, xa lìa. Quý vị tu như thế nào mà quý vị thấy là cái chuyện mà xô bồ trong cái cuộc sống gia đình nó, bản thân nó là một cái trở ngại. Quý vị tu như thế nào mà quý vị cảm thấy cái việc mà những cái chốn mà vui chơi, hội hè nó không dành cho mình, là quý vị đang tu đúng. Đừng có nghĩ là một vị hành Bồ Tát Đạo là vị đó là phải nhào vô những cái chốn mà hội hè vui chơi. Chưa chắc. Tại vì sao vậy? Bởi vì những cái chốn đó đó người ta không có nhu cầu nghe Pháp. Cho nên ý, một vị mà hành Bồ Tát Đạo phải hiểu được cái lối sống viễn ly. Viễn ly đó là mình xa lìa những cái chốn không thích hợp. Mình phải hiểu cái chỗ này nó nguy hiểm cho phạm hạnh của mình và mình tránh xa nó đi. Mình hiểu cái chỗ này đó là nó chỉ có khiến cho cái sự tu tập của mình chỉ có lui sụt thôi, không có tiến bộ, là phải xa nó đi. Như Đức Phật trong bài kinh Kinh Khu Rừng, tự nhiên sư quên mất, trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói nếu như đến một cái khu rừng nào, một cái ngôi chùa nào, một cái xóm làng nào, một cái hội chúng nào mà khiến cho những cái pháp thiện chưa có được có, những pháp thiện đang có nó được tăng trưởng, thì cho dù người ta có đánh đuổi mình thì cũng ráng xin mà ở lại. Cho dù cái chỗ đó ăn uống nó kham khổ, chỗ đó sinh hoạt khó khăn thì mình cũng ráng mình ở lại. Bởi vì ở những cái nơi đó mình được tăng trưởng những cái thiện pháp. Còn ở những nơi nào, những khu rừng nào, những cái xóm làng nào, những ngôi chùa nào, những cái hội chúng nào mà mình ở trong đó, những cái thiện pháp mình bị lui sụp, những pháp bất thiện nó tăng trưởng. Thì dù cho những cái nơi đó được ăn uống thoải mái, được sinh hoạt thoải mái, được người ta cung phụng như là một ông thần, như là một bà chúa, thì nếu cần thiết cũng nên bỏ đi ngay trong đêm mà không một lời từ giả. Đó là lời dạy của Đức Phật. Cho nên mình phải hiểu được cái cách sống viễn ly độc cư là xa lìa những cái nơi không phù hợp. Xa lìa. Còn một vị hành Bồ Tát Đạo
mà không hiểu được cái lối sống viễn ly độc cư, đó là một người thiếu trí. Bởi vì khả năng tu tập mình chưa có mà mình nhào vô nó, chưa biết bơi mà đòi nhảy xuống cứu người ta thì mình chết chìm trước. Và cái viễn ly thứ hai là cái tâm viễn ly. Tâm viễn ly như thế nào? Là tâm viễn ly đối với tham, viễn ly đối với sân, viễn ly đối với si, viễn ly đối với những cái tà kiến. Nó là tâm viễn ly. Trong một bài kinh Đức Phật nói, có những người họ chìm đắm trong cái thú vui thể xác với người nữ, tại vì đang nói với người nam, thì họ không thể tránh khỏi địa ngục, không tránh khỏi những cái khổ đau ở khi mà họ thân hoại mạng chung, họ chắc chắn họ sẽ phải đọa xuống địa ngục. Nhưng mà có những người đó, họ thấy được cái sự nguy hại trong cái việc quan hệ nam nữ, họ xa lìa cái việc quan hệ nam nữ, nhưng mà họ còn thích cái sự đụng chạm của người nữ, thì cái người đó vẫn chưa thoát khỏi cái cửa địa ngục, chưa thoát khỏi những cái cảnh giới khổ đau. Có những con người họ thấy được cái sự nguy hại khi xúc chạm với người nữ, nhưng mà họ còn ưa thích cái sự giao tiếp với người nữ, thì con người đó vẫn chưa thoát khỏi cái cửa địa ngục, chưa thoát khỏi cái sự khổ đau. Có những con người họ thấy được sự nguy hại khi tiếp xúc với phụ nữ, nhưng mà họ còn ưa thích nhìn ngắm phụ nữ, thì con người đó vẫn chưa thoát khỏi cái cửa địa ngục và vẫn chưa thoát khỏi cái sự khổ đau. Có những con người thấy được cái sự nguy hại khi nhìn ngắm phụ nữ, nhưng mà họ vẫn còn thích suy nghĩ về phụ nữ, thì con người đó vẫn chưa thoát khỏi cửa địa ngục và vẫn chưa thoát khỏi cái sự khổ đau. Cho nên cái tâm viễn ly của mình, phải coi cái mình viễn ly tới cái mức độ nào. Nhiều lúc mình chỉ mới viễn ly nơi thân, thí dụ một người nam họ tránh, họ không có tiếp xúc với phụ nữ, họ tránh không có quan hệ nam nữ, nhưng mà họ còn thích nói chuyện, có nghĩa là cái tâm họ vẫn chưa viễn ly. Hoặc là họ còn thích nhìn ngắm phụ nữ, cái tâm họ vẫn chưa viễn ly. Hoặc là họ còn thích suy nghĩ về phụ nữ, cái tâm họ vẫn chưa viễn ly. Như vậy đó, mình tu như thế nào đó, mình càng lúc mà mình càng có cái nhu cầu mình xa lìa những cái ô nhiễm của tâm, những cái chốn phồn tạp của thân, thì chúng ta tu tập đúng theo chánh pháp. Tiếp theo, những cái lời pháp nào, những cái phương pháp hành trì nào mà đưa đến cái sự tinh tấn, thì đó là lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn những cái cách mà để mình tăng trưởng cái sự tinh tấn thì sư sẽ hướng dẫn ở trong cái bài sau. Muốn gì ghi nhớ như vậy. Rồi những cái phương pháp tu tập nào mà đưa đến cái sự dễ nuôi dưỡng thì đó là cái lời dạy của Đức Thế Tôn, là phương pháp tu tập của Đức Thế Tôn. Còn cái phương pháp nào mình càng tu mà mình càng khó nuôi, càng tu mình càng khó chịu, thì đó không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn. Sư lấy ví dụ như Đề Bà Đạt Tá, mình phiên dịch là Đề Bà Đạt Đa đấy. Quý vị biết là vị này trước khi mà có cái lòng mà phản Phật ấy, là một vị chứng thiền có thần thông, giới hạnh trong sạch. Mà quý vị biết là nếu như mà đặt trong cái thời này đó, một vị mà giới hạnh trong sạch mà có thần thông, mình đưa lên cái hàng thánh như là một vị thần. Mà vị này chỉ có một suy nghĩ là bây giờ làm sao để mà cho người ta tăng trưởng cái niềm tin, để cho người ta cúng dường cái hội chúng. Chỉ có suy nghĩ như vậy thôi đó, mà nó đi từ cái sai này tới cái sai khác. Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Thế Tôn là bây giờ tăng chúng, xin Đức Thế Tôn hãy đồng ý điều này, là tăng chúng từ giờ trở đi là chỉ được ở trong rừng thôi, không được ở trong chùa. Thì như vậy Đức Thế Tôn không đồng ý. Đức Phật nói là bây giờ tăng chúng là phải những người dễ nuôi, có nghĩa là sao, ở trong rừng cũng được. Còn những cái trường hợp mà những cư sĩ mà bằng cái tính tâm họ cúng dường
những cái ngôi chùa đó, thì có thể ở trong chùa. Làm sao mà mình ở đâu mình sống cũng được, chứ không phải là bây giờ tôi sống tôi phải ở rừng tôi mới sống được, còn mà về chùa tôi sống được, hoặc là tôi sống sao chỉ ở chùa tôi sống được, về rừng tôi sống được, làm tu sai. Tu làm sao mình ở đâu sống cũng được. Cho nên Đức Phật không đồng ý cái điều kiện đầu tiên của đề bạt đó. Cho nên nhiều người nói là bây giờ chùa to Phật lớn, nhưng mà sư xin thưa là cái đó là tùy theo cái tính tâm của Phật tử. Họ xây như thế nào đó, lớn bao nhiêu đó là chuyện của Phật tử. Họ thỉnh mình về ở thôi, chứ đâu có phải là mình là chủ của ngôi chùa. Mình đâu phải là mình sở hữu tài sản ngôi chùa. Không hề. Rồi, Đề Bạt Đa yêu cầu Đức Phật là chư Tăng từ giờ trở đi là chỉ được sống ở dưới gốc cây thôi. Thì Đức Phật không đồng ý. Đức Phật nói là bây giờ đó, những vị nào muốn sống ở dưới gốc cây thì sống. Nhưng mà trong 3 tháng ăn cư mùa mưa đó, thì phải sống ở nơi có mái che. Cho nên bây giờ chư Tăng vô mùa hạ ăn cư là chư Tăng sống ở trong những nơi có mái che, chứ chư Tăng không có chui dưới gốc cây chư Tăng sống. Đức Phật, mình nói theo cách thời nay là Đức Phật hết sức khoa học. Ngài hiểu khi nào có thể ở dưới gốc cây và khi nào cần ở trong cái sự bảo hộ của những cái nơi có mái che. Rồi điều tiếp theo Đề Bạt Đa yêu cầu á, là chư Tăng chỉ được mặc y quan bỏ thôi, có nghĩa là những cái vải mà huấn luyện tử thi đấy thì đem về mặc thôi. Đức Phật không đồng ý. Đức Phật nói là chư Tăng có thể dùng cái y quan bỏ nếu như không ai dân cúng, nhưng mà nếu như có người dân y, có người dân cúng những cái bộ y thì chư Tăng được quyền sử dụng những bộ y đó. Tu sao cho nó dễ, với mình tu sao mình thấy mình khó khăn quá thì không được. Rồi Đề Bạt Đa yêu cầu chư Tăng trọn đời phải đi khất thực. Thì Đức Phật không đồng ý. Đức Phật nói là chư Tăng bình thường là phải đi khất thực, nhưng mà khi mà những cái vị cư sĩ thiện nam tín nữ đó, họ có cái lòng mến mộ, họ trai tăng cúng dường, làm những cái buổi lễ trai tăng, thì chư Tăng có thể tham dự. Chứ không lẽ bây giờ mình nói là tôi ôm bát thì khất thực thôi, còn không có cho đem tới chùa tôi không được, tôi chỉ ôm bát khất thực thôi, thì không nên. Trừ phi những vị thực hành cái hành đầu đà trọn đời ôm bát thì khất thực. Rồi cái tiếp theo đó, Đề Bạt Đa yêu cầu là chư Tăng trọn đời không được ăn thịt cá, chỉ được ăn chay mà không được ăn thịt cá. Đức Phật không đồng ý. Anh sống sao mà anh đòi có đậu hũ anh mới chịu ăn là sao? Anh sống sao mà anh đòi phải có rau anh mới ăn, còn có thịt có cá anh không chịu ăn? Đức Phật không đồng ý. Người như vậy là người khó chiều, người khó nuôi, người khó nuôi dưỡng. Mình phải sống làm sao mà mình ăn cái gì cũng được. Thậm chí cái đồ ăn nó ôi nó thiêu đó, mà ăn vô không chết đó, cũng ăn được. Vì chưa thấy cái cảnh mà Phật tử họ cúng dường thịt mà ăn suốt một tháng trời không đổi món. Mà quý vị biết là hồi sư chưa có đi tu ở trong nhà, mà chỉ cần mà một món ăn ha, mà để qua ngày hôm sau trùng là không ai ăn. Nhà thì không có thuộc dạng mà giàu có gì, nhưng mà ăn sang lắm. Ăn món sau, ngày hôm sau là món ăn không được trùng bữa hôm trước. Không có cái chuyện hâm lại. Hâm lại bữa hôm sau thì ít người ăn lắm. Mà nếu như hâm lại qua ngày thứ hai là không bao giờ ăn, chỉ có đem bỏ thôi chứ không ăn. Mặc dù khó, nghèo, khổ như thế nào nữa, ăn nó sang vậy đó. Nhưng mà vô chùa tu chưa bao giờ có gì tưởng tượng cái chuyện ăn một món một tháng trời. Nó vậy đó. Cho nên mình sống làm sao mà mình trở nên là một người dễ nuôi. Chứ không phải mình nói là bây giờ tôi ăn là tôi phải có cái này cái kia tôi mới được ăn. Ăn là phải có đậu hũ tôi mới chịu ăn, còn không có đậu hũ tôi không ăn. Hoặc là ăn nó phải như thế này mới ăn, cái kia tôi không ăn. Thì như vậy mình trở thành một cái người khó nuôi, thành một người khó chiều. Cho nên chư Tăng khi mà hoằng pháp ra đảo sống cũng được, lên rừng sống cũng được, ra biển sống cũng được, ra những cái nơi hoang mạc sống vẫn được. Tại vì sao vậy? Bởi vì chư Tăng là những người dễ nuôi. Còn tại sao mà bây giờ những vị Phật giáo phát triển mà họ chỉ ăn chay họ, thì đó là do vào khi mà đưa qua cái thời Trung Quốc ấy, thì cái dân bản địa Trung Quốc họ đồng hóa, cái văn hóa Trung Quốc họ đồng hóa Phật giáo.
Thành ra Chư Tăng ở Phật giáo Trung Quốc thì bắt đầu chuyển qua cái xu hướng ăn chay. Nhưng mà cái gốc mình phải hiểu tu làm sao mà mình dễ nuôi. Có cái gì dùng cái đó. Chứ mình không được lựa chọn, không được đòi hỏi. Mình đòi hỏi là bây giờ phải có thịt có cá mới được ăn là không được. Mình đòi hỏi phải có đậu hũ, phải có bì căng tôi mới được ăn là không được. Mình đòi hỏi phải có cái này có kia cho tôi là không được. Tu làm sao mà mình phải trở nên một cái con người dễ nuôi. Đó mới là mình thực hành đúng theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Rồi bây giờ bài học ngày hôm nay thì tạm ngưng ở đây. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkantu sasanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkantu desanam. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.